đêm hôm trước, đêm hôm sau ra ga ngay rồi đó, nhanh. Tức là điểm nào quan trọng, buôn gì bán gì, mua gì xem gì là nắm bắt hết, đúng không? Địa bàn, công an tụ tập ở đâu, bệnh viện thế nào. Lớn nhờ, con này lớp 2, không biết đâu nhờ, một chân nắm đá, đứng lên là rất là mỏi luôn. Sao bỏ ba bé đi? Mẹ thì không, mệt mỏi chân. Mày mệt là bé con bây giờ nó cứng nhất, người đằng sau là người đâm bằng con rồi. Yeah.